Học viện của chúng ta có thành tựu hay không? Thưa quý vị, chẳng có. Do nguyên nhân nào? Chẳng thể thực hiện đúng theo quy củ. Chúng tôi đã dạy ba căn cơ Nho Thích Đạo chẳng ít năm, nhưng chẳng có ai thật sự chịu làm. Lại còn có một điều nữa là thâm nhập một môn quân tu lâu dài cũng chẳng có ai làm được. Do vậy tôi bảo mọi người, vì tuổi tác của họ kể ra cũng chưa cao, nói chung cũng gần 50 tuổi rồi, vẫn còn được hay sao? Được chứ. Ở Đại Lục đã có một tấm gương, một vị tại gia cư sĩ 55 tuổi mới bắt đầu học tập. Bắt đầu học Phật từ 55 tuổi. À, 65 tuổi đạt thành tựu. Tức là bà ta tại gia, chẳng xuống tóc. Nếu xuống tóc sẽ lập tức thăng tòa thành Đại Pháp Sư. Bà ta cho tôi biết, bà đã học một bộ kinh Vô Lượng Thọ suốt 10 năm. Học như thế nào? Mỗi ngày bà ta nghe một đĩa CD, ghi lời giảng kinh Vô Lượng Thọ của tôi, nên biết đó là bài giảng trong 10 năm trước, chưa được tỉ mỉ như hiện thời. Toàn bộ bản kinh giảng xong trong 60 giờ, 60 đĩa CD. Mỗi ngày bà ta nghe một đĩa, mỗi đĩa là một giờ, nhưng bà ta nghe lặp đi lặp lại đến 10 tiếng đồng hồ, nên mỗi ngày nghe kinh 10 tiếng. Bà ta nói, đối với bà ta, nghe kinh hết sức hữu dụng. Vì sao? Vọng niệm chẳng còn nữa. Ngoài ra nghe kinh là niệm Phật. Nghe bộ kinh này từ đầu đến cuối xong xuôi, lại nghe từ đầu, nghe xong lại nghe từ đầu, nghe suốt 10 năm bèn thành công. Bà ta không chỉ thuộc lòng kinh văn, bà ngay cả chú giải cũng nằm lòng. Hiện thời lên tòa giảng kinh, bà ta chẳng cần đến kinh sách, cũng chẳng cần tài liệu tham khảo. Hơn nữa lại còn ra sao? Hễ tiếp xúc bèn thông suốt, giảng vô cùng viên mãn. Thật sự khiến cho kẻ khác trông thấy chẳng thể nào không bội phục. Bà sống trong một gia đình rất khổ nhọc, điều kiện vật chất tột bậc kém cỏi, nhưng có thể chịu đựng khổ sở, chịu đựng nhọc nhằn, suốt đời chẳng tranh chấp với ai, chẳng mong cầu gì nơi cõi đời, nên thành công. Đây là một tấm gương tốt cho chúng ta. Bà ta 55 tuổi mới bắt đầu. Tôi thấy các đồng học trong Tịnh Tông học viện chúng ta, nói chung vẫn chưa đến 55 tuổi, vẫn còn kịp chán. Nếu đến 65 tuổi mà chẳng có thành tựu gì thì thôi rồi. Vấn đề nghiêm trọng lắm đấy.